Xin chào tất cả các em. Ở video giảng hôm nay, cô và các em chúng ta sẽ cùng đi sang bài tiếp theo của chương trình hóa lớp 8, tức là chúng ta sẽ sang bài 37, axit, bazơ và muối. Phần 1 ở đây là phần axit. Vậy thì chúng ta sẽ có một cái số các cái axit mà các em hay gặp, đó là axit chloric có công thức là HCl, axit sulfuric có công thức là H2O4, axit nitric có công thức là HNO3. Những cái tên axit này các em nhớ học thuộc nữa. Nhớ học thuộc các cái tên axit này. Như vậy, trong thành phần của axit thì nó sẽ có một hydro hoặc là nhiều nguyên tử hydro. Hai hydro trở lên thì người ta gọi là nhiều. Đúng không ạ? Đây là một hydro này. Đây là nhiều hydro này, từ hai hydro trở lên này, đây là một hydro. Vậy nó phải bắt đầu là hydro. Chưa? Liên kết với gốc axit. Cái gốc axit đây cả clo này. H2SO4 này, đây là SO4 này, gốc axit là SO4 này. Gốc axit NO3. Như vậy cái phần hydro thì là nó riêng, còn cái phần còn lại trong axit kem loại trừ hydro đi thì nó sẽ là gốc axit, được chưa? Như vậy gốc axit đây là clo này, gốc axit đây là SO4 này, gốc axit đây là NO3, đúng không ạ? Như vậy thì nhớ tóm lại thì axit thì nó sẽ bao gồm một này hoặc là nhiều nguyên tử hydro liên kết với gốc axit. Các cái nguyên tử hydro này sau này nó có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại. Tức là khi các em thay kim loại vào đây thì nó cũng có thể kết hợp được với Cl. Đấy, kim loại khi hydro mà nó được thay thế bằng kim loại thì lúc đấy kim loại liên kết với gốc axit thì nó sẽ gọi là muối. Ta sẽ học lát nữa, chúng ta sẽ học ở phần muối. Giờ, còn đối với phần axit này, nhớ cho cô, nó bao gồm thành phần của axit bao gồm đầu tiên là nguyên tử hydro. Nó có thể là có một nguyên tử hydro hoặc là nhiều nguyên tử hydro. Sau đấy là gốc axit. Vậy các cái trường hợp chúng ta học ở đây nó luôn bắt đầu là hydro nhá. Bắt đầu là hydro và sau đấy là gốc axit thì nó sẽ được gọi là axit. Có cái trường hợp là nước, đúng không ạ? H2O. Bắt đầu là hydro nhưng mà phía sau không phải là gốc axit, nó là oxy. Thì riêng cái trường hợp đấy là nước, là công thức đấy không phải là axit mà nó là nước. Còn hầu như các cái trường hợp còn lại bắt đầu bằng hydro và phía sau kèm theo một cái gốc axit phía sau thì nó sẽ là axit. Ở đây chúng ta sẽ có cái công thức hóa học. Công thức hóa học của axit thì nó sẽ bao gồm một hoặc là nhiều cái nguyên tử hydro và gốc axit, đúng không? Chúng ta sẽ phân loại thì cái phần axit này nó sẽ được chia thành hai loại. Một là axit có oxy và một phần nữa là axit không có oxy. Axit có oxy tức là trong cái công thức của nó các em thấy xuất hiện oxy. Ví dụ đây này, H2SO4 là axit sulfuric. Axit sulfuric đây có những bốn nguyên tử oxy. Được chưa? Đây là axit phosphoric. Đây, phosphoric cũng có bốn nguyên tử oxy. Đây là axit nitric có ba gì? Ba nguyên tử oxy. Đây là axit sulfuro có ba nguyên tử oxy. Được chưa? Chúng ta có hai cái axit. Đây, một số axit không có oxy. Không có oxy thì các em nhìn này, trong thành phần của nó không xuất hiện oxy, đúng không ạ? HCl, H2S. Đây là những cái axit này nè, nó không có oxy ở trong này. Đúng chưa? Cái tên đây là axit chloric. Đây là axit sulfuhydric. Sulfuhydric. Còn cái này là axit sulfuric. Sulfuric, sulfuhydric. Tất cả tên của axit chúng ta có một số các cái axit chúng ta hay gặp thôi. Các em sẽ đọc nhớ theo tên của các axit này. Các em ghi ra xong rồi các em đọc đi đọc lại thì các em sẽ nhớ. Đối với phần axit không có oxy. Không có oxy thì nó sẽ bao gồm axit này cộng với tên phi kim này cộng với hydric này, đúng không ạ? Đây này, axit này, đây là phi kim là clo, đúng không ạ? Hydric, đúng chưa? Axit clohydric. Sang cái này thì chúng ta sẽ đọc đây là axit sulfuhydric. Axit sulfuric. Đây, chúng ta có hai cái cách đọc, hai cái tên chúng ta hay gặp. Đây là axit chloric này, axit sulfuric này. Cái gốc axit tương ứng ở đây là axit clorua. Cái gốc tương ứng của nó là gốc clorua, đúng không ạ? Muối clorua. Còn đây là muối sulfua. Sang phần muối chúng ta sẽ gặp cái này. Oxit
sang cái phần là axit có oxy. Axit có oxy tức là trong cái công thức hóa học của nó xuất hiện oxy, thì các em đọc sẽ là tên axit này. Tên axit sẽ bằng axit này cộng với tên phi kim cộng với đuôi x. Ví dụ như ở đây là axit này, nitric, đúng không ạ? Axit nitric, axit sulfuric, axit phosphoric, đúng không ạ? Chuyển sang muối, đây là axit, khi chuyển sang muối thì nó sẽ là nitrat, đúng không ạ? Cái đuôi này này, khi chuyển sang muối thì các em sẽ đọc là nitrat, lần nữa chúng ta đọc. Cái này khi chúng ta chuyển sang muối thì chúng ta đọc là sunfat. Cái này khi sang muối thì chúng ta đọc là phosphat, đúng chưa? Axit có ít nguyên tử oxy thì chúng ta sẽ đọc là axit này, tên phi kim cộng với ơ. Ví dụ như chúng ta có axit sulfuro. Axit sulfuro khi chuyển sang muối thì nó sẽ ứng với muối là muối sunfit. Như vậy, đối với cái phần tên gọi này, tốt nhất là các em hãy học thuộc. Có những cái axit này hay gặp này, đây HCl này, H2S này, đấy, HNO3, H2SO4, H3PO4 và H2SO3. Ngoài ra người ta còn gặp cái axit là H2CO3. Axit H2CO3 thì nó sẽ là axit carbonic. Đấy, thì chúng ta sẽ học thuộc, các em học thuộc để khi chúng ta viết tên thì nó dễ dàng hơn là cứ ngồi đọc là có axit thì sẽ đọc như này. Bởi vì là khi mà chúng ta đọc tên ấy thì chúng ta cũng chỉ đọc những cái axit chúng ta xuất hiện ở đây thôi, nằm trong cái chương trình học của chúng ta thôi. Sang phần bazơ. Bazơ khái niệm này, hãy kể tên ba chất là bazơ mà em biết. Vậy ba chất là bazơ mà em biết, ví dụ chúng ta có là gì? NaOH đúng không ạ? NaOH là đấy là natri hydroxit, đúng không ạ? Rồi chúng ta có là COOH hai lần, tức là đồng hai hydroxit, hoặc là chúng ta có là gì? Nhôm hydroxit là AlOH ba lần, đúng không ạ? Nhận xét thành phần của các cái bazơ. Ví dụ như các em lấy ví dụ này. Ví dụ ở đây ba cái bazơ mà em biết thì chúng ta có thể là lấy là gì? NaOH này. Đây, ba cái bazơ nhá. Ba bazơ, ví dụ cô có là NaOH này. Được chưa? COOH hai lần này. Và AlOH ba lần. Ngoài ra các em có thể lấy thêm các cái bazơ khác. Nhận xét thành phần, thành phần của nó thì các em thấy là nó bao gồm này, kim loại này. Đây là kim loại này, liên kết với gốc OH, đúng không ạ? Đây cũng là kim loại này. Liên kết với gốc OH này. Kim loại này liên kết với gốc OH, nó sẽ bao gồm kim loại liên kết với một hoặc là nhiều nhóm OH, đúng không ạ? Đây là một nhóm OH, đây hai nhóm OH, ba nhóm OH, đúng không? Như vậy này, một số bazơ thường gặp ở đây này, người ta lấy này natri hydroxit là NaOH, người ta lấy CaOH hai lần, người ta lấy COOH hai lần. Các em có thể lấy theo cô đây cũng được, hoặc là lấy ví dụ theo trong sách giáo khoa. Ngoài ra các em có thể lấy các cái bazơ khác. Trong thành phần của bazơ này thì nó chỉ có gì? Một nguyên tử kim loại thôi, đúng chưa? Một nguyên tử kim loại này, nó liên kết với một hoặc là nhiều nhóm OH, đúng không ạ? Đây là một nhóm OH này. Đây là hai nhóm OH thì người ta gọi là nhiều này. Đây hai nhóm OH cũng gọi là nhiều. Từ hai nhóm trở lên thì người ta gọi là nhiều, đúng không? Trong công thức AlOH ba lần thì một nguyên tử nhôm liên kết với ba nhóm OH. Đúng không ạ? Còn đây là trong công thức này là một nguyên tử nhôm liên kết với hai nhóm OH, đây một nguyên tử đây một nguyên tử canxi liên kết với hai nhóm OH, một nguyên tử đồng liên kết với hai nhóm OH. Đúng chưa? Kết luận này, phân tử bazơ gồm có nguyên tử kim loại liên kết với một hoặc là nhiều nhóm hydroxit. Nhóm hydroxit tức là nhóm OH. Lát nữa thì cô sẽ có cái phần khái quát cho các em. Rồi chúng ta sẽ đi nhanh qua cái phần này một chút nhé. Công thức hóa học của một bazơ này, nó sẽ bao gồm kim loại M này và một hoặc là nhiều nhóm hydroxit tức là nhóm OH. Trong đó do nhóm OH này nó có hóa trị 1 nên kim loại có hóa trị bao nhiêu thì cái phân tử bazơ có bấy nhiêu nhóm OH. Đây này, MOH tất cả N lần, với N là hóa trị của kim loại. Ví dụ ở đây, ví dụ nhá, natri là hóa trị 1 đúng không? Hóa trị 1, kim loại có mấy hóa trị thì cái N này bằng chừng đấy. Natri này hóa trị 1 này thì chỉ có một nhóm OH thôi, mà số 1 thì chúng ta không cần phải ghi, viết NaOH, đúng không? Canxi thì hóa trị 2, chúng ta đã có cái bài cao hóa trị rồi đúng không ạ? Canxi hóa trị 2, vậy thì nó sẽ có nhóm hai nhóm OH. Cu ở đây, trong cái công thức này, Cu hóa trị 2 có hai nhóm OH. Nhôm hóa trị 3, đây, các em nhìn này, nhôm hóa trị 3 thì nó có ba nhóm OH, đúng chưa? Nếu mà sắt
các em lấy sắt 2. Sắt 2 thì đã là sắt 2 thì hóa trị 2 đúng không ạ? Có 2 nhóm OH. Hoặc là nếu mà sắt 3, nếu mà sắt hóa trị 3 ấy, thì nó sẽ có 3 nhóm OH. Vì sao chúng ta có hai công thức này? Bởi vì sắt nó có thể có hóa trị 2 hoặc hóa trị 3. Nếu hóa trị 2 thì có 2 nhóm OH, mà nếu hóa trị 3 thì có 3 nhóm OH. Đấy. Thế là kim loại hóa trị bao nhiêu thì có bấy nhiêu nhóm OH. Sang cái phần tên gọi này. Bazơ được gọi theo cái trình tự sau này. Tên bazơ bằng tên của kim loại. Nếu như mà kim loại có nhiều hóa trị thì các em đọc theo kèm hóa trị rồi đọc hydroxit. Cái này là dễ đọc nhất đúng không ạ? Đây, natri. Natri thì chỉ có một hóa trị thôi. Một hóa trị thì chúng ta không cần phải đọc hóa trị. Còn nếu như có từ hai hóa trị trở lên thì chúng ta phải đọc để xem thử cái kim loại trong cái công thức của chúng ta đấy, kim loại đấy hóa trị mấy đúng không ạ? Natri hóa trị 1 thì không cần phải đọc hóa trị đúng không? Vì là nó chỉ có một hóa trị là hóa trị 1 thôi. Vậy chúng ta chỉ đọc là natri hydroxit thôi. Canxi thì cũng chỉ có một hóa trị là hóa trị 2. Như vậy chúng ta nếu như mà nó chỉ có một hóa trị thì chúng ta không cần phải đọc hóa trị đúng không ạ? Vậy thì đọc canxi hydroxit. Đây là đồng. Đồng thì có hai hóa trị đúng không ạ? Trong cái phần hóa trị ấy, trang 42 thì chúng ta thấy đồng có hóa trị 1 và hóa trị 2. Vậy thì ở đây trong công thức này đồng hóa trị 2. Vì sao biết hóa trị 2? Vì có nhau hai nhóm OH này. Thì chúng ta đọc là đồng 2 hydroxit. Sắt có hai hóa trị đúng không ạ? Hóa trị 2 và hóa trị 3. Như vậy cần phải đọc tên đúng của nó. Đây là sắt này hóa trị 3 bởi vì đây có 3 nhóm OH này. Còn vì sao không đọc là canxi 2 oxit? Bởi vì canxi nó chỉ có một hóa trị thôi. Nó không có hóa trị 2, hóa trị 3 gì hay là hóa trị 4 đúng không ạ? Đấy, nó chỉ có một hóa trị là hóa trị 2. Và chúng ta khi mà nó có một hóa trị chúng ta không cần phải đọc. Còn khi có từ hai hóa trị trở lên chúng ta phải đọc để xem thử trong cái công thức đấy nó là hóa trị mấy. Đúng không? Vậy đây là sắt này là hóa trị 3, vậy chúng ta sẽ đọc là sắt 3 hydroxit. Trong phần phân loại, bazơ thì được chia thành hai loại tùy vào cái tính tan của chúng ở trong nước. Nếu như mà bazơ tan được trong nước thì gọi là bazơ kiềm. Chúng ta có natri này, kali này, canxi và bari. Ngoài ra còn có thêm li ti nữa. Đúng không ạ? Cái này chính là khi bà nào cần hoặc là khi nào bà cần. Đúng không ạ? Khi này là viết tắt của kali này, nào này là natri này, Ba này là bà này, cần này. Đây, cô đọc các cái kim loại tan được. Tan được trong nước thì nó chính là khi nào bà cần. Đấy. Khi nào bà cần thì này, những cái có chữ cái đầu này nó sẽ tan được trong nước. Khi tức là kali này. Được chưa? Nào là natri này, bà là Ba này, cần là canxi này. Những cái kim loại này tan được trong nước. Ngoài ra chúng ta còn có thêm li ti. Nhưng mà li ti này chúng ta ít học, không nghiên cứu, hầu như là không nghiên cứu ở chương trình cấp 2 của chúng ta. Nên các em nhớ cho cô bốn cái nguyên tố này tan được trong nước này. Được chưa? Bốn kim loại này tan trong nước và oxit của nó cũng tan trong nước để tạo thành bazơ. Bazơ đấy gọi là bazơ kiềm. Ngoài ra các cái kim loại còn lại trừ bốn kim loại khi nào bà cần ra, hoặc khi bà nào cần cũng được. Bạn nào biết khi bà nào cần hoặc là khi nào bà cần đều được cả. Đây viết tắt của các chữ cái đầu tiên thôi. Ngoài các cái kim loại này ra thì các cái hydroxit còn lại nó sẽ không tan. Đồng này, magie này, sắt này, nhôm này, kẽm này, đúng không? Vân vân. Đấy, các cái còn lại thì nó sẽ không tan trong nước. Như thế chúng ta đã vừa nghiên cứu xong được gì? Xong được hai cái rồi đúng không ạ? Thứ nhất là axit. Thứ hai là gì? Thứ hai là bazơ rồi. Lát nữa cô sẽ có cái phần tổng quát cho các em. Sang phần muối này. Muối. Trả lời câu hỏi kể tên một số muối thường gặp. Đây, các em có thể nhìn phía dưới chúng ta đọc này. Đây là gì? Natri clorua. Natri clorua là cái muối này, là cái muối chúng ta ăn đấy. Muối ăn đấy, cái muối mặn của chúng ta đấy. Đúng không? Đồng sunfua này. Natri nitrat này. Đúng không ạ? Natri carbonate này. Natri hydrocarbonate. Thì lát nữa chúng ta sẽ có cái phần cách đọc. Thì các em có thể kể tên các cái muối này, hoặc các em có thể lấy các cái muối khác. Ví dụ như là các em không thích lấy cái muối này, các em lấy MgSO4 cũng được. Không thích muối này thì các em lấy KNO3 cũng được, đúng không? Như vậy thì khi nhìn vào công thức của muối, nó luôn bắt đầu bằng kim loại. Bắt đầu luôn bằng kim loại. Đấy. Thế lúc nãy bắt đầu bằng hydro thì nó phải là gì? Bắt đầu bằng hydro thì nó sẽ là axit, trừ trường hợp nước ra.
Nước cũng bắt đầu bằng hydro nhưng mà không phải axit đúng không ạ? Trong chương trình ta học thì trừ trường hợp nước ra, còn bắt đầu hydro sẽ là axit. Được chưa? Bắt đầu bằng kim loại thì nó có thể là muối, nó có thể là bazơ. Nếu như mà là bazơ ấy thì bắt đầu là kim loại nhưng mà phía sau lại là nhóm OH. Nhóm OH này. Đấy, bắt đầu là kim loại, phía sau là nhóm OH thì nó sẽ là bazơ. Còn bắt đầu là kim loại mà phía sau là gốc axit. Đấy, không phải nhóm OH. Bắt đầu là kim loại mà phía sau không phải là nhóm OH mà lại cũng không phải là oxy nhá. Đấy, trừ trường hợp oxit ra, nó lại những cái trường hợp mà nó là gốc axit như này thì nó sẽ là gì? Nó sẽ là muối. Đây này. Phân tử muối gồm có này, một hoặc là nhiều nguyên tử kim loại, đúng không? Đây một nguyên tử kim loại này. Đây là nhiều này, hai nguyên tử kim loại thì gọi là nhiều, đúng không ạ? Liên kết với một hoặc là nhiều gốc axit. Đấy, như vậy chúng ta sẽ có cái công thức hóa học. Công thức hóa học của muối thì gồm hai phần. Phần thứ nhất là phần kim loại và phần thứ hai là gốc axit. Ví dụ, chúng ta có Na2CO3 và NaHCO3. Các em nhìn vào đây, người ta yêu cầu các em tìm kim loại là kim loại nào và gốc axit là cái nào, đúng không ạ? Vậy kim loại đây này là kim loại natri. Kim loại đây là kim loại natri, đúng không ạ? Vậy cái phần còn lại, sau khi các em đọc kim loại rồi thì cái phần còn lại sẽ là gốc axit. Như vậy gốc axit thì các em bỏ cái kim loại natri này đi. Vậy gốc axit là CO3 này, đúng không? Đây là gốc axit là carbonat. Đây là gốc axit là hydrocarbonat. Đây này, HCO3. Đây, cứ bỏ cái phần kim loại đi. Bỏ kim loại đi thì phần còn lại sẽ là gốc axit, đúng không? Vậy thì đây sẽ là HCO3, đúng không? Và cái này sẽ đọc là có hydro này, đọc này, hydrocarbonat. Cái này là carbonat thôi, còn cái này là hydro, có hydro phía trước thì đọc là hydrocarbonat. Cô cũng có ra một cái video tổng hợp về hướng dẫn các em cách đọc tên của cái phần axit muối và bazơ này, nên là các em tìm đến cái video đấy của cô để xem nhé. Muối thì được gọi theo cái trình tự sau. Các em sẽ đọc tên kim loại này. Tên kim loại, nếu như mà kim loại có nhiều hóa trị thì các em sẽ đọc theo là kèm thêm hóa trị phía sau. Còn kim loại chỉ có một hóa trị thôi thì chúng ta không cần phải đọc hóa trị. Thì chúng ta đọc tên kim loại kèm hóa trị nếu như kim loại có nhiều hóa trị, tức là nếu kim loại có từ 2 hóa trị trở lên thì các em phải đọc để chúng ta biết là trong cái công thức đấy kim loại nó hóa trị mấy, đúng không ạ? Còn nếu có một hóa trị thôi, cần gì phải đọc nữa, chúng ta luôn biết là nó chỉ có một hóa trị thôi, đúng không ạ? Xong đấy cộng thêm gốc axit. Ví dụ ở đây natri, nhìn vào kim loại natri, vậy các em biết natri có mấy hóa trị? Chỉ có một hóa trị thôi, đúng không ạ? Là natri hóa trị một thôi. Vậy thì nó chỉ có một hóa trị, chúng ta không cần phải đọc cái hóa trị làm gì cả. Ta chỉ đọc natri này, cái gốc này đọc là sunfat, natri sunfat. Đúng chưa? Đây là natri này, chỉ có một hóa trị, không cần đọc hóa trị nữa, natri sunfit. Đây là gốc này sẽ đọc là sunfit. Cái đầu gốc này sẽ đọc là clorua này. Thì kẽm, kẽm nó chỉ có một hóa trị là hóa trị 2. Vậy chúng ta chỉ đọc là kẽm clorua thôi. Sắt có hai hóa trị là hóa trị 2 và hóa trị 3. Vậy các em nhìn đây này, đây, tất cả 3 lần đây thì đây sẽ là sắt 3. Đây là sắt 3 này, nitrat. Đúng không ạ? Sắt 3 nitrat. Đây là kali này, hydrocarbonat. Đây cái gốc này là hydrocarbonat. Kali chỉ có một hóa trị, không đọc kali 1 nhá. Nó chỉ có một hóa trị thôi, không phải là hóa trị. Kali hydrocarbonat. Như vậy cái phần tên, tên thì em nhớ cô có một cái video để hướng dẫn các em đọc tên, các em có thể tìm nhé. Sang phần 4 là phần phân loại. Theo thành phần, muối thì được chia thành hai loại. Các em nhìn trong cái các cái công thức này các em có cái gì đặc biệt không? Có những cái công thức mà nó có hydro. Đây, ví dụ công thức này này có hydro. Còn bốn cái công thức phía trên này không có hydro. Vậy bốn cái muối phía trên này, muối mà không có hydro thì người ta gọi là muối trung hòa. Trung hòa. Còn muối vẫn còn hydro ở trong cái công thức của muối mà vẫn có xuất hiện hydro thì người ta sẽ gọi là muối axit. Đây. Muối trung hòa này. Muối trung hòa là muối mà trong gốc axit nó sẽ không có nguyên tử hydro thay thế bằng nguyên tử kim loại. Như vậy các em nhìn đây này. Không có hydro xuất hiện, đúng chưa? Đây là natri sunfat này, natri carbonat này, canxi carbonat này. Không hề xuất hiện hydro. Còn cái muối axit, tức là muối mà trong gốc, cái gốc axit của nó vẫn còn có hydro. Đây. Đọc này. Natri này, hydrosunfat. Natri hydrocarbonat.
canxi hydrocarbonat. Được chưa? Thế thì nói tóm lại, ta đã học ở trong cái bài buổi hôm nay thì chúng ta sẽ có liên quan đến thứ nhất là axit. Axit thì nó luôn bắt đầu bằng hydro. Nó sẽ bao gồm hydro. Bắt đầu là hydro này. Được chưa? Nhớ là cái mà bắt đầu bằng hydro cộng với axit cộng với lại gốc axit. Thì trong cái trường hợp chúng ta học ở chương trình lớp 8 này thì trừ cái trường hợp là nước ra H2O ra thì bắt đầu bằng hydro và phía sau mà không phải là oxy thì hầu như nó sẽ là axit. Cái cách đọc axit thì các em xem thêm ở trong sách giáo khoa. Cô chỉ viết cho giúp các em phân biệt thôi giữa axit muối và bazơ thôi nhá. Thì bắt đầu bởi hydro này. Sau là một gốc axit. Như vậy khi mà các em nhìn thấy người ta bắt các em phân loại là axit này, bazơ này và muối này, các em thấy bắt đầu bởi hydro nhá, mà phía sau không phải là oxy thì các em sẽ liệt kê nó vào axit. Được chưa? Tiếp theo là chúng ta có bazơ. Bazơ thì nó sẽ bắt đầu bởi kim loại. Nó bắt đầu bởi kim loại và nó có cộng với nhóm OH. Vậy cái để các em nhìn ra bazơ là các em nhìn vào nhóm OH. Thấy nhóm OH một cái liệt kê luôn vào bazơ. Thấy bắt đầu bởi hydro mà phía sau không phải là oxy, trừ cái trường hợp là H2O ra. Loại cái trường hợp này ra này. Đây, loại trường hợp này ra. Đấy, thì em sẽ liệt kê nó vào axit, được chưa? Người ta cho các em một dãy rất là nhiều các cái công thức, yêu cầu các em lặt nhặt nó vào axit này, nhặt nó vào bazơ này, nhặt nó vào muối này. Thì nhìn này, nhớ cô Hạnh dặn là nếu như mà có cái nhóm OH cho nó vào bazơ, bắt đầu bởi hydro, trừ trường hợp này ra, cho vào nước, được chưa? Tiếp theo là muối. Muối thì nó cũng bắt đầu bằng kim loại. Nó cũng bắt đầu bằng kim loại này. Nhưng mà sao? Nhưng mà phía sau của nó lại là gốc axit. Thế thì nhìn thấy ngay bazơ là nhìn thấy ngay nhá. Cứ có nhóm OH là các em liệt kê vào bazơ này. Thế ở đây cũng là kim loại. Cũng là kim loại. Thế để khi mà các em nhìn thấy nó bắt đầu bằng kim loại thì nó có thể là bazơ này, nó có thể muối, nó cũng có thể là oxit, đúng không ạ? Nó oxit kim loại. Thế khi mà các em nhìn nhá, mà thấy nó bắt đầu bằng kim loại mà có nhóm bazơ ở phía sau, có nhóm OH này này, cho vào đây rồi. Thế bây giờ không có nhóm OH, cũng bắt đầu bằng kim loại, không có nhóm OH mà cũng không phải theo sau của nó không phải là oxy, trừ cái trường hợp oxit của kim loại ra mà, thì các em sẽ liệt kê vào muối cho cô nhá. Được chưa? Loại cái trường hợp là có OH ra này, loại cái trường hợp là MXOY ra, loại cái trường hợp này. Tức là loại cái trường hợp là phía sau là oxy. Vì nếu như mà phía sau của nó là oxy nhá, nó lại không phải là gốc axit, đúng không ạ? Nó sau là oxy thì nó sẽ là oxit kim loại. Như vậy loại cái trường hợp này ra này. Thì khi mà bắt đầu bằng kim loại, kem loại ngay cái trường hợp này, nó sẽ nằm, cái trường hợp này nó sẽ nằm trong oxit. Được chưa? Cái trường hợp này là oxit này. Oxit là hợp chất hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxy mà, đúng không? Thế thì trường hợp này các em loại ra. Thì khi còn bắt đầu bằng kim loại mà các em thấy có nhóm OH này, các em cho vào bazơ. Còn kim loại mà không phải là nhóm OH thì các em sẽ liệt kê vào muối. Đã biết cách phân biệt chưa? Cái này là rất là hay gặp. Bắt các em liệt kê cho vào từng cái mục lớn là đâu là axit, đâu là bazơ, đâu là muối. Đấy, để các em lựa chọn các chất các em cho vào. Như vậy thì các em phải phân biệt được. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần bài tập. Thứ nhất, bài đầu tiên, hãy chép vào vở bài tập các câu sau đây và thêm vào chỗ trống những cái từ thích hợp. Axit là hợp chất mà phân tử có một hoặc là nhiều gì các em? Nhiều nguyên, đây này, nhìn này. Bắt đầu bằng hydro đúng không ạ? Như vậy thì axit này là hợp chất mà phân tử gồm có một hoặc là nhiều nguyên tử hydro. Các em điền cho cô nguyên tử hydro liên kết với gì? Liên kết với cái gì đây?
liên kết với gốc axit. Đây này, nó có thể có một hydro hoặc nhiều hydro liên kết với gốc axit thì nó sẽ là axit, đúng không ạ? Các nguyên tử hydro này có thể được thay thế bằng gì? Bằng nguyên tử kim loại, đúng không ạ? Đây này, hydro này có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại. Bazơ là hợp chất gồm có mà phân tử có một gì? Có một cái gì các em? Có một nguyên tử kim loại. Đây này, nó bao gồm một nguyên tử kim loại thôi. Một nguyên tử kim loại liên kết với một hoặc là nhiều nhóm hydroxit. Đây là nhóm hydroxit này, tức là nhóm OH. Được chưa? Như vậy cái bài 1 này các em sẽ điền cho cô như sau. Bài 1 này, cô đọc lại này. Axit là hợp chất mà phân tử gồm một hoặc là nhiều nguyên tử hydro. Các em điền từ đầu tiên là từ nguyên tử hydro. Liên kết với gốc axit. Vậy từ tiếp theo các em điền đó là từ gốc axit. Được chưa? Các nguyên tử hydro này có thể được thay thế bằng cái gì các em? Bằng nguyên tử kim loại. Từ tiếp theo các em điền đó là từ nguyên tử kim loại. Cái này các em theo khái niệm thôi. Bazơ là hợp chất mà phân tử có một gì? Nguyên tử kim loại liên kết với một hoặc nhiều nhóm hydroxit, tức là nhóm OH. Có một nguyên tử kim loại. Từ tiếp theo cái em điền đó là từ nguyên tử kim loại. Từ cuối cùng cái em điền đó là một hoặc là nhiều nhóm hydroxit. Hydroxit tức là nhóm OH. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập đầu tiên. Bạn nào cần thì có thể dừng video giảng của cô lại một chút để cô và các em sẽ cùng sang bài tập thứ hai. Bài tập thứ hai như sau, hãy viết công thức hóa học. Hãy viết công thức hóa học của các axit có gốc axit cho dưới đây và cho biết tên của chúng. Như vậy, CL này, bài 2. CL này các em thấy nó có một cái gạch, tức là CL này hóa trị 1. Hóa trị 1. Thì hydro cũng hóa trị 1 đúng không ạ? Như vậy thì 1 thì chúng ta sẽ viết là HCl. Hai cái cùng có hóa trị 1 thì sẽ đọc đây là sẽ viết là HCl. Cái công thức này là axit clohydric. Các em viết tên vào. Axit clohydric. Đây, cái phần này người ta cũng có viết cho các em đây này. Tên axit này. Đây này. Axit clohydric. Đúng không? Chưa nhớ thì các em có thể mở ra để xem lại một chút. Axit clohydric. Sang cái ý thứ hai là nhóm SO3. Khi mà người ta viết hai gạch như thế này, tức là SO3 hóa trị 2. Các em viết này, H này, cứ viết HSO3 đã. Được chưa? Cả cái nhóm này nó có hóa trị 2. Nhóm này hóa trị 2 vì có hai gạch này. Hydro hóa trị 1 này. Các em bắt chéo xuống là H2, bắt chéo H2, SO3 tất cả một lần. Như vậy 1 thì chúng ta không cần phải ghi. Đây chính là axit gì cái? Nhóm SO3. Nhóm SO3 thì các em sẽ đọc là axit sulfuric. Đúng không ạ? Cái phần phía bên kia người ta đã ghi cho các em ở đấy. Cô nói các em là phải học thuộc đúng không ạ? Axit sulfuric. Tiếp theo là đến cái nhóm SO4. SO4 này nhìn phía trước của nó có hai gạch, tức là hóa trị 2. Các em cứ ghi này,
H này, SO4, cứ ghi như vậy đã. Hiđro hóa trị 1 này, nhóm SO4 này người ta cho hóa trị 2 vì hai gạch. Kem áp dụng quy tắc đường chéo bát xuống H2 SO4. Đúng không ạ? H2 SO4 tất cả một lần, một thì chúng ta không cần phải ghi. Đây là axit sulfuric. Axit sulfuric. Tiếp theo là chúng ta có HSO4. HSO4 này bản chất nó cũng là cái gốc axit của gì? Của axit H2SO4 đấy. Cái axit H2SO4 này này, nó có hai cái nguyên tử hydro. Hai nguyên tử hydro, nhưng mà ở đây nhá, nó hai cái nguyên tử hydro, cả hai nguyên tử hydro đều được thay thế bằng kim loại thì nó chỉ còn ở gốc SO4 thôi. Còn nếu như mà chỉ có một nguyên tử hydro được thay thế, còn một nguyên tử không được thay thế, tức là ở đây nó chỉ thay thế một nguyên tử thôi, thì vẫn còn một nguyên tử hydro, đúng không ạ? Như vậy bản thân cái gốc axit này nó cũng nằm trong axit sulfuric này. Đây là hai nguyên tử hydro này, nó bị mất hai nguyên tử hydro đi thì nó sẽ có gốc là SO4. Vì có hai nguyên tử hydro, nếu như chỉ mất một nguyên tử hydro thì nó còn một nguyên tử lại, còn lại một nguyên tử trong gốc axit thì nó là HSO4. Và cái axit này vẫn đọc là axit sulfuric. Axit sulfuric. Tiếp theo là chúng ta có là CO3. CO3 ở đây, kem cứ ghi này, H này, CO3. Đây là hydro liên kết với gốc axit. Hydro hóa trị 1, cái nhóm này hóa trị 2. Đây, hai gạch này, kem bắt chéo xuống H2CO3. Đây là axit carbonic. Tiếp theo nữa là PO4, đây có 3 gạch. Có 3 gạch như thế này, kem cứ viết H này, PO4 trước. Ghi hóa trị vào, hydro hóa trị 1, nhóm này hóa trị 3. Bắt chéo xuống H3 này. PO4 một lần thì chúng ta không cần phải ghi. Đúng không ạ? Vậy đây là axit này, phosphoric. Axit phosphoric. Được chưa nào? Tiếp theo F. Lưu huỳnh này hóa trị 2. Kem cứ viết HS đã. Sau đấy viết hóa trị lên phía trên, hydro hóa trị 1, S hóa trị 2, bắt chéo xuống H2 này. S1, 1 thì không cần phải ghi, chỉ ghi là H2S thôi. Đây là axit sulfuhydric. Nhớ học thuộc tên axit. Tiếp theo nữa là chúng ta có Br, một gạch. Tức là brom hóa trị 1. Brom hóa trị 1 thì các em cứ viết HBr thôi. Hai cái này cùng là hóa trị 1 đúng không ạ? 1 thì bắt chéo xuống 1, chúng ta không cần phải ghi số 1 vào. Tên của cái axit này các em sẽ đọc tương tự như clohydric, thì đây là axit bromhydric. Nó giống như clo này. Thay clo bằng brom thôi. Axit bromhydric. Axit bromhydric. Cô đọc lại này, axit bromhydric. Cuối cùng ta là NO3, gốc NO3 có một gạch. Gốc NO3 có một gạch, tức là cái này hóa trị 1. Kem viết này HNO3. Hai cái này cùng hóa trị 1, bắt kéo xuống thì 1, không cần phải ghi, đúng không ạ? Thì đây chính là axit nitric. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 2.
Bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng của cô lại một chút nhé, để cô và các em sẽ sang bài tiếp theo là bài tập số 3. Hãy viết công thức hóa học của những oxit axit tương ứng với các axit sau. Sang bài 3. Bài 3 thì chúng ta sẽ có là bên này là cái sẽ có axit này. Đây là oxit axit tương ứng này. Axit đầu tiên, cô sẽ ghi luôn các axit ở đây. Axit sulfuric là H2SO4. Sulfur H2SO3. Carbonic H2CO3. Axit nitric H2O3. Axit phosphoric H3PO4. Tương ứng với hỏi tương ứng của các cái axit này thì chúng ta sẽ có oxit axit là những cái nào. Vậy tương ứng với H2SO4 thì oxit axit tương ứng sẽ là SO3. Tương ứng của H2SO3 thì oxit axit sẽ là SO2. Tương ứng của H2CO3 thì nó sẽ là CO2. Oxit axit tương ứng với cái axit HNO3 sẽ là cái oxit N2O5. Oxit axit tương ứng với H3PO4 tức là P2O5. Vì sao chúng ta biết được các cái oxit axit tương ứng? Bởi vì các cái oxit này này khi tác dụng với nước thì nó sẽ tạo thành axit này. Đấy, những cái oxit này khi tác dụng với nước, SO3 tác dụng với nước để tạo thành H2SO4, SO2 tác dụng với nước để tạo thành H2SO3. CO2 tác dụng với nước tạo thành H2CO3. Tương tự, N2O5 tác dụng với nước tạo thành HNO3 và P2O5 tác dụng với nước tạo thành H3PO4. Thì những cái oxit này người ta gọi là oxit axit tương ứng của các cái axit này. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 3. Bạn nào cần có thể dừng video bài giảng của cô lại một chút để cô và các em sẽ cùng sang bài tiếp theo là bài tập số 4. Ta có bài tập số 4 như sau. Viết công thức hóa học của các bazơ tương ứng với các oxit sau. Như vậy, ta có bài 4 này. Ta có oxit. Bên này là chúng ta có bazơ. Bazơ tương ứng. Em nhìn cho cô, đầu tiên là Na2O. Na2O thì các em biết là natri thì nó chỉ có một hóa trị thôi, là hóa trị 1, đúng không ạ? Như vậy chuyển thành bazơ thì nó bao gồm kim loại liên kết với gốc OH, đúng không? Như vậy natri hóa trị 1, nhóm OH cũng hóa trị 1, như vậy công thức nó sẽ là NaOH. Li2O. Li2O thì ở đây này, cái oxy, cái công thức này, hai công thức này tương tự nhau, đúng không ạ? Như vậy li ti này cũng hóa trị 1. Hóa trị 1, vậy nhóm OH hóa trị 1, vậy thì chúng ta sẽ viết là LiOH. Cùng hóa trị 1 thì chỉ biết như này thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ sang FeO. FeO, trong cái công thức này thì sắt này hóa trị 2 này. Oxy cũng hóa trị 2. Giờ ở đây là công thức sắt 2. Khi bắt chéo xuống là Fe2O2, nhưng mà vì 22 này,
22 này rút gọn tối giản tức là 11, đúng không ạ? Như vậy chỉ là FeO thôi. Vậy trong công thức này là muối sắt 2, à công thức là sắt 2 oxit đúng không ạ? Như vậy sắt này hóa trị 2, các em ghi này, Fe này, OH này, Fe hóa trị 2, nhóm OH thì luôn luôn hóa trị 1. Các em bắt chéo xuống, Fe 1, 1 không cần phải ghi, OH tất cả 2 lần. Như vậy chuyển thành 3 giờ chúng ta có FeOH 2 lần. Tiếp theo, BaO thì các em biết là bari. Bari chỉ có một hóa trị thôi, là hóa trị 2. Bari hóa trị 2 này, nhóm OH hóa trị 1 này, các em bắt chéo này, Ba 1, 1 không cần phải ghi, OH 2 lần. Như vậy chuyển thành 3 giờ thì nó sẽ là BaOH 2 lần. Như vậy cái phần hóa trị nó rất là quan trọng đấy, đúng chưa nào? Rồi sang CuO. CuO thì em nhìn vào đây, Cu trong cái công thức này là Cu sẽ hóa trị 2. Vì hóa trị 22 này, 22 này thì nó có thể rút gọn thành 11 đấy, nên là 11 chúng ta không cần phải ghi, đúng không ạ? Như vậy trong cái công thức này Cu hóa trị 2 thì các em viết ở đây, Cu này, nhóm OH này, Cu hóa trị 2 các em ghi 2 trên đầu, nhóm OH hóa trị 1. Các em bắt chéo xuống cho cô, Cu 1 không cần phải ghi, OH tất cả 2 lần. Như vậy chúng ta có công thức là CuOH 2 lần. Cuối cùng chúng ta còn một cái công thức nữa là Al2O3, tức là nhôm oxit. Vậy chúng ta có này, Al2O3. Nhôm thì nó luôn có hóa trị là hóa trị mấy các em? Chỉ có một hóa trị thôi, hóa trị 3. Như vậy các em ghi này, nhôm này, mở ngoặc nhóm OH. Các em ghi hóa trị lên đầu, nhôm hóa trị 3, nhóm OH hóa trị 1. Các em áp dụng, bắt chéo xuống, Al1 không cần phải ghi, OH tất cả 3 lần này, bắt chéo 1 xuống đây, 3 xuống đây. Như vậy, AlOH 3 lần. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 4. Tiếp theo cô và các em sẽ sang bài tập số 5. Bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng của cô lại một chút nhé. Vậy bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập số 5 như sau. Bài tập số 5 này, viết công thức hóa học của các oxit tương ứng với các bazơ sau. Như vậy bài số 5 thì người ta lại ngược lại với bài số 4 đúng không ạ? Người ta cho bazơ, yêu cầu các em tìm oxit, oxit tương ứng. Bazơ ở đây chúng ta sẽ có các cái bazơ này. Thứ nhất là CaOH 2 lần. Thứ hai là chúng ta có MgOH 2 lần. Tiếp theo nữa là ZnOH 2 lần. Tiếp theo nữa là FeOH 2 lần. Vậy các em hãy viết các oxit tương ứng. Nhìn vào đây này thì chúng ta thấy canxi hóa trị 2. Bởi vì có hai nhóm OH nên là Ca hóa trị 2. Các em cứ viết CaO cho cô. Cứ viết như thế đã. Ca hóa trị 2 ghi 2 trên đầu. Oxy thì luôn hóa trị 2 rồi. 22 thì chúng ta sẽ rút gọn. Rút gọn thì chúng ta sẽ được 11 đúng không ạ? 22 thì cùng chia hết cho 2, 11. Như vậy Ca1O1 số 1 chúng ta không phải ghi. Trước khi chúng ta bắt chéo, trước khi bắt chéo thì chúng ta phải rút gọn xem thử có rút gọn được hay không. Nếu rút gọn được phải rút gọn về tới giản, sau đó chúng ta mới bắt chéo. 2 con 2 này cùng chia hết cho 2, như vậy 1 1 bắt chéo, 1 không cần phải ghi. Tương tự Mg ở đây hóa trị 2, có hai nhóm OH này thì các em cứ ghi MgO. Magie hóa trị 2 ghi 2 trên đầu, oxy hóa trị 2. 22 này rút gọn cùng chia hết cho 2 thì nó sẽ là 1 1 đúng không ạ? 1 1 thì bắt chéo xuống số 1 không cần phải ghi. Đấy. Trước khi bắt chéo nhớ rút gọn. Zn thì các em cứ ghi ZnO đã. Zn hóa trị 2 này, oxy cũng hóa trị 2. 22 này cùng chia hết cho 2, như vậy nó sẽ còn 11 đúng không ạ? Đấy, 1 bắt chéo xuống. Số 1 thì chúng ta không cần phải ghi. Tiếp theo nữa, chúng ta có FeO. Trong công thức này, chúng ta có sắt hóa trị 2 bởi vì có hai nhóm OH này. Như vậy đây hóa trị 2. Đấy, vậy hai con 2 này cùng chia hết cho 2. Như vậy khi chia hết cho 2 thì nó sẽ còn 11 đúng không ạ?
bắt chéo xuống, một không cần phải ghi. Như vậy chúng ta có được các cái công thức của các oxit tương ứng. Cuối cùng bây giờ cô và các em sẽ cùng sang bài tập số 6 nhé. Bạn nào cần thì có thể dừng video giảng của cô lại một chút các em nhé. Chúng ta sẽ có bài tập số 6 như sau. Bài tập số 6, đọc tên của các chất có công thức hóa học ghi dưới đây. Vậy các chất này các em sẽ ghi tên ra, xong rồi chúng ta sẽ một bên là chúng ta sẽ có công thức, một bên chúng ta sẽ đọc, đúng không ạ? Ta có công thức này, bên này chúng ta sẽ có tên này. Thì cái phần này các em chỉ cần nhớ được cái gốc của nó ấy, chúng ta sẽ viết được thôi, đọc được thôi. HBr. HBr thì nó giống như HCl đúng không ạ? Vậy thì đây sẽ là gì? Acid bromhydric. Acid bromhydric giống như acid chlorhydric nhưng này bằng brom. Tiếp theo là H2SO3. Những cái công thức này có ở trong cái phần lý thuyết rồi, các em cần phải học thuộc. Đây chúng ta sẽ đọc là acid sulfuric. Acid sulfuric. Tiếp theo là chúng ta có H3PO4. Đây sẽ đọc là acid phosphoric. Tên của cái acid này là acid phosphoric. Acid phosphoric. Tiếp theo nữa, chúng ta có H2SO4. H2SO4 thì chính là acid sulfuric. Đúng không ạ? Tên của nó sẽ là acid sulfuric. Cô đọc lại này, acid bromhydric này, acid sulfuric này, acid phosphoric này, acid sulfuric này. Tiếp theo, nhóm thứ hai, đây là nhóm thứ nhất, nhóm A. Sang nhóm B. Nhóm B là liên quan đến bazơ. Bazơ chúng ta chỉ đọc tên kim loại, nếu có nhiều hóa trị thì đọc hóa trị. Xong đó đọc thêm nhóm hydroxit. Magie thì chỉ có một hóa trị thôi, là hóa trị 2. Như vậy chỉ có một hóa trị thì chúng ta không cần phải đọc hóa trị. Đây các em sẽ đọc là magie hydroxit. Magie hydroxit. Tiếp theo, chúng ta sẽ có là FeOH 3 lần. Khi mà nhìn vào Fe thì chúng ta biết là sắt là nó có mấy hóa trị em? Có nhiều hóa trị đúng không ạ? Cụ thể là nó có hóa trị 2 và hóa trị 3. Nhìn vào đây thì chúng ta biết là sắt này hóa trị 3 vì có 3 nhóm OH. Vậy các em sẽ đọc tên kim loại là sắt này, kèm theo hóa trị là hóa trị 3 này, sắt 3. Rồi các em đọc nhóm hydroxit vào. Hydroxit. Cuối cùng ở trong nhóm B này là COOH 2 lần. Như các em đã biết thì nhôm của chúng ta thì có mấy hóa trị các em? Nhôm có hai hóa trị đúng không ạ? À đồng có hai hóa trị, xin lỗi các em. Đồng có hai hóa trị, nhôm chỉ có một hóa trị thôi. Nhưng mà đây là đồng. Đồng có hai hóa trị là hóa trị 1 và hóa trị 2. Trong công thức này là đồng hóa trị 2. Vì sao các em biết đồng hóa trị 2? Bởi vì có hai nhóm OH này. Thì các em sẽ đọc là đồng 2. Khi mà có nhiều hóa trị thì các em nhớ ghi hóa trị vào. Thêm chữ hydroxit vào. Đồng 2 hydroxit. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong được ý A và ý B. Tiếp theo chúng ta sẽ sang ý C. Bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng của cô lại đây một chút nhé, để cô và các em hãy cùng chuyển sang ý C. Ý C của chúng ta là chúng ta sẽ đọc tên của các muối đấy, đúng không ạ? Muối đầu tiên là BaNO3 hai lần. Ba này, NO3 tất cả hai lần. Vậy cái này cái
cái gốc NO3 thì ta sẽ đọc là nitrat, đúng không ạ? Gốc thì đọc nitrat. Đây bari thì giống một hóa trị thôi, vậy các em sẽ đọc là bari nitrat. Nếu mà nó có nhiều hóa trị thì phải đọc thêm hóa trị phía sau, đúng không? Tiếp theo là chúng ta có Al2SO4 3 lần, Al2 SO4 tất cả 3 lần. Cái gốc SO4 thì các em sẽ đọc là sunfat. Cả cái gốc này này thì sẽ đọc là sunfat. Nhôm chỉ có một hóa trị, chúng ta không cần phải đọc hóa trị vào. Vậy ở đây chúng ta sẽ đọc là nhôm sunfat. Đấy, chỉ đọc nhôm sunfat thôi. Tiếp theo nữa, tiếp theo nữa là chúng ta có Na2SO3. Na2SO3 đây nha các em này, các em muốn biết xem thử cái gốc của nó đọc là cái gì ấy thì các em sẽ đọc theo cái gốc này này. Đây này, cái gốc ví dụ như SO3 chúng ta đọc là sunfit đúng không ạ? À đây, đây. Gốc O3 này đọc là sunfit này. Đấy, SO4 này đọc là sunfat này, nhìn vào cái gốc ở phía bên này này. Gốc của NO3 đọc nitrat. Vậy các em chỉ cần đọc trong tên của muối ấy, thì các em sẽ đọc tên kim loại cộng với hóa trị, nếu nhiều hóa trị cộng với cái đuôi phía sau này. Nếu là NO3 đọc nitrat này, nếu SO4 đọc là sunfat này, nếu PO4 đọc là phosphat này, nếu SO3 đọc là sunfit này. Nếu mà S thì đọc là sunfua này, đúng không ạ? Bây giờ đấy, đấy là những cái bạn mà chưa nhớ thì cô nhắc lại một chút như vậy. Tiếp theo là chúng ta có Na2SO3. Na2SO3 thì như cô vừa nói là chúng ta đọc là gì? Sunfit đúng không ạ? Sunfit thì ở đây là các em sẽ đọc là natri này. Natri thì nó chỉ có một hóa trị thôi, các em không cần phải đọc hóa trị vào. Sunfit. Tiếp theo nữa là chúng ta có cái công thức là ZNS. ZNS thì cái gốc S này, bạn nào không nhớ em mở sang nhá, thì em đọc là sunfua. Đúng không ạ? Vậy thì đây là kẽm. Kẽm thì chỉ có một hóa trị thôi, vậy chúng ta sẽ đọc là kẽm sunfua. Vì một hóa trị nên chúng ta không cần phải đọc hóa trị vào. Tiếp theo là chúng ta có là Na2HPO4. Đúng không ạ? HPO4 thì em đọc này, hydro này, phosphat này. Cái PO4 này là sẽ đọc là phosphat, có thêm hydro vào thì đọc là hydrophosphat. Đúng không ạ? Vậy đây sẽ là natri này. Natri chỉ có một hóa trị, vậy chúng ta sẽ đọc là natri hydrophosphat. Hydrophosphat. Được chưa? Đọc này, natri này, hydrophosphat này. Đúng không ạ? Đây. Cô viết lại cái chữ phosphat này nha. Natri hydrophosphat. Cuối cùng của chúng ta là Na H2PO4. Vậy cái này, hai cái này nó khác nhau đâu? Cái này là chỉ có một hydro, cái này là có hai hydro. Hai hydro thì các em sẽ đọc là dihydro, đúng không ạ? Vậy này, natri này, dihydro phosphat, đúng chưa? Hai thì sẽ đọc là di mà, natri này, di này, hydro phosphat. Trên đây là cô và các em đã vừa đi xong được phần lý thuyết cũng như các cái bài tập ở trong sách giáo khoa của bài 37. Đó là bài gì? Acid này, bazơ và muối. Các em hãy về tiếp tục làm cho cô các bài tập ở trong sách bài tập nhé. Cô sẽ tiếp tục ra video tiếp theo để hướng dẫn các em các bài tập trong sách bài tập, đúng không nào? Cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi video giảng của cô và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.